Đồng hồ Rolex từ lâu đã luôn được giới mô điệu theo đuổi bởi vẻ đẹp hoang mỹ trong từng thiết kế. Trong đó có GMT Master 2 126715 CHNR với kiểu dáng thiết kế không chỉ đẹp mà còn tiện dụng khi cho phép người dùng theo dõi thời gian qua các múi giờ khác một cách cực kỳ nhanh chóng. Phiên bản này được trang bị bộ vỏ chống chày xước và va đập rất tốt từ vàng Everose, nguyên liệu được chế tác độc quyền của Rolex tự nghiên cứu và sử dụng chính thức vào năm 2005 cho đến nay. Những đường chải sức mờ hay viền cạnh của vỏ khung đến cuối cùng cũng tôn lên vẻ dáng mạnh mẽ cho phiên bản Rolex GMT Master 2 126715 CHNR. Sự khúc lớn nhất trong thiết kế của 126715 CHNR khi xuất hiện tại Base World 2018 đó chính là vành bezel hai màu đen và nâu cổ điển, chất liệu ceratrom cứng và chống chày xước tốt. Vành bezel đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những chiếc đồng hồ CMT là báo múi giờ thứ hai. Sự kết hợp của vàng Everose và vành bezel hai màu đã tạo nên một thiết kế thực sự ấm áp và chắc chắn. Trên vẻ đẹp hoài cổ của mặt số đen, các chi tiết được đánh giá rất hòa hợp và chuẩn tỷ lệ. Đó là sự có mặt của 11 cọc chỉ giờ dáng hình học, kích thước lớn và bằng vàng, sau đó phủ thêm chất phản quang Chromalight. Cọc chỉ báo 3 giờ được hoàn toàn thay thế bởi ô cửa sổ báo ngày với nền màu trắng, giúp người sử dụng thuận tiện trong việc theo dõi ngày trong tháng. Được giới thiệu lần đầu tại Base World 2018, bên trong phiên bản GMT Master 2 126715 CHNR là bộ máy 3285 đầy tiến bộ với 10 bảng sáng chế nổi bật của Rolex. Bộ máy tự động 3285 cho thấy sự chính xác tuyệt vời và khả năng dự trữ năng lượng tăng cường, khả năng chống sốc và kháng từ ấn tượng sau khi được kiểm định bởi tổ chức COSC và chính Rolex. 70 giờ đồng hồ là khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy 3285. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.